Cháu muốn hỏi chú rằng á, chú thường xuyên đi đi lại lại từ Mỹ qua Việt Nam và đi nhiều quốc gia khác, thì trong cái khoảng thời gian từ năm 2010 cho đến năm 2020, trong vòng 10 năm đấy, chú thấy Việt Nam nó thay đổi một cách chóng mặt không? Ồ, dĩ nhiên rồi, thay đổi. Chú đi hồi hồi năm ngoái, tại vì cái vụ mà Covid cho chú về trễ đó, mà chú quay về là nếu là đúng là gần một năm, gần một năm trời về ở tại Mỹ Tho lên, mà chú thấy thay đổi chóng mặt lên. Những cái khu mà dân cư đồ đô thị được xây dựng lên, ngay cả cái tập đoàn của Phạm Nhật Vượng nó về nó xây những cái khu đô thị rất là hoành tráng, rất là tuyệt vời. Mà nói về Việt kiều bây giờ mà đụng vô những cái khu đô thị đó, chú nói thật với lại Dương Vi là không có cửa. Đụng vô là bạc tiền, nói đâu phải đụng vô là phải có tiền triệu đô, nói bạc trăm ngàn đô là không đủ. Những cái khu mà biệt thự mà nó xây ở tại Mỹ Tho hiện nay, tập đoàn Phạm Nhật Vượng xây đó, 20 mấy tỷ một căn, 23 tỷ, 25 tỷ một căn, gần 1 triệu đô rồi. Đụng vô mấy khu biệt thự đó là thấy mấy ông Việt kiều là ứ hự. Chú nói bữa nay chú nói ngay cả mấy ông Việt kiều lên mạng rồi nói chuyện làm ăn với chú. Chú nói ok bây giờ bỏ tiền ra đi, anh bỏ 150 ngàn, tôi bỏ 150 ngàn, tiền tôi có thì dư sức rồi, vô bắt đầu học chú cho cổ phần và làm ăn. Không bỏ nổi mà lên mạng thì nói chuyện làm ăn ở Việt Nam. Vừa rồi chú cũng thử mấy ông không bỏ nói, cái này chú nói thật không dám, không bỏ vô nổi. Chú chỉ nói có 150 ngàn đô thôi là bắt đầu lo rồi, bắt đầu suy nghĩ cả một tháng trời. Chú cho cơ hội một tuần suy nghĩ cả tháng trời mà suy nghĩ không ra rồi lặn luôn. Đừng có nói giờ nó, chú nói được bây giờ Việt kiều là nó chỉ là cái gì đó nó xa vời, nó xa vời. Bởi về về trong nước mình sống, mình hòa đồng với người dân để đặng mà cùng nhau vui mừng quê hương đổi mới. Còn mà nói về Việt kiều mà thế này thế nọ về Việt Nam mà đòi cái này đòi cái kia, không có cửa, không có cửa. Dân trong nước, dân trong nước bây giờ nó chơi dữ dằn không, Gọi gì luôn là luôn. cỡ chú mà còn không thấm thía gì, chỉ là để ở phía sau tụi nó thôi. Cỡ chú là chỉ là xa xa thôi, ngồi đó ngó chơi thôi. Tụi đó làm ăn chú thấy còn nóng lạnh luôn mà. Chú về chú đi tiếp xúc với lại những cái giới trẻ bây giờ nó làm ăn, chú thấy nó làm ăn chú còn phải nói là khâm phục. Nó kiếm tiền bạc trăm ngàn đô là chuyện bình thường, nó mua bán kinh doanh rất là giỏi, xe hơi vài tỷ là chuyện bình thường, Mercedes rồi nó chạy là chuyện bình thường. Có nhiều đứa nó làm ăn trong nước mà nó qua Mỹ, nó mua cả bất động sản bên Mỹ, nó trao đổi với chú, nó giỏi đến độ như vậy. Chứ đâu phải giờ nói chuyện mà mấy cái thành phần mà xuyên tạc chống phá đất nước lên mạng toàn là cái thứ gọi là phố gách áo ôm không nhà dạy chợ, chẳng ra hồn vía chứ thùng rỗng kêu to mà. Lên mạng thì cứ ngồi đó chê bai Việt Nam, mà tới chừng về Việt Nam rồi hở nhìn không ra đường sau phố, nhìn không ra những cái khu đô thị, người ta dân người ta đổi đời lên xe hơi Chú vậy mà. với hai quốc tịch ấy, chú cũng ở Việt Nam mà có già ở đất cát ở Việt Nam, thì chú nghĩ sao về cái đám dân chủ cuội đần độn ở trong nước này, nó cứ xuyên tạc nói về đảng nhà nước là bóp mồm bóp miệng người dân, là không thay đổi thể chế chính trị đất nước không giàu không phát triển được. Nói chung mấy cái đám dân chủ cội đó nó bị cái tụ chống cộng ở hải ngoại, giống như Việt Tân mấy cái đám cờ vàng cờ chó bên Mỹ đó, nó ra đó nó dụ dỗ nó cho ăn rồi nó ngồi đó nó tâng bốc với nhau. Rồi mấy cái tụi dân chủ cội trong nước thì nó tưởng đâu thật, nó thấy như vậy, nó nghĩ rằng đa đảng rồi dân chủ là thế này thế nọ, người dân được nói cái này được làm cái kia. Nhưng mà thực chất cái dân chủ của Mỹ nó không có đơn giản như vậy. Khi mà bởi vì có những thành phần mà dân chủ cội nó lên mạng nó chống phá, nó xuyên tạc đất nước, tới khi mà
nó được bóc qua bên Mỹ hay là qua hải ngoại, đứa nào đứa nấy ngồi câm như hết đó. Đứa nào đứa nấy có dám hé mà hé ra và qua đó chấp nhận, nhìn dám nhìn vào cái sự tiêu cực của nước Mỹ về chính trị và an ninh xã hội nước Mỹ không? Nó dám nhìn qua đâu? Tại vì nó quá phũ phàng đi, cho nên nó và nó lại phải quay đầu đi lo làm ăn mưu sinh, đi cuộc sống của nó để lo cho gia đình nó mới thấy té ngửa ra. Bây giờ qua đó rồi chấm cái gì? Sự thật nó phũ phàng. Hồi lúc trước thì mấy cái tổ chức chống cộng ở bên Mỹ thì nó cho tiền, một tháng nó cho 200-300 đô, ở đó Việt Nam thì quá lớn, mà cả cái tổ chức thì nó 200-300 đô thì là bao nhiêu đấy. Nhưng mà khi qua bên Mỹ rồi hả, mày tự mày bươn chải và sống qua Mỹ rồi, ở bên Việt Nam thì nó còn tăng bốc, thì nó còn dùng được, nó còn dùng được như cái con bài của nó, cái con gối của nó, để đặng mà nó khiến ở Việt Nam hỏi chứ bây giờ không đi làm mà lên đây trên mạng chống cộng rồi xuống đường rồi làm theo chỉ thị của tụi nó, một tháng kiếm được nhiêu tiền đó không sướng à. Trong khi đó như Dương Vi phải làm việc là để đặng mày có được cái cuộc sống mưu sinh hàng ngày, còn tụi nó chỉ ngồi không đi chửi cộng sản đi phá hoại mà tháng kiếm về 300 đô không sướng à. Qua bên Mỹ trước sau cũng vào tù à. Thì đấy, thì nữa đó, nó vào tù đấy, nó vào tù xong rồi bây giờ ai cứu nó? Xong vào tù chú nghe tin hôm qua thằng Lê Chí Thành, cái thằng cựu đại úy công an bị bắt theo điều 330 của bộ luật hình sự chưa? Đấy, chú có thấy thì đó, thì cuối cùng sao đấy, vô lao lý tù đài rồi, lúc đó nó mới hối hận. Bây giờ muộn rồi, bây giờ ai cứu nó đây? Hồi lúc ở ngoài mấy tụi kia còn cho tiền thế này thế nọ, cuối cùng thì nó ra vướng là tù đài, ôm mấy năm trời tù rồi bắt đầu cuộc sống té ngửa ra. Mình cũng chỉ là một cái con gối cho cái tụi chống cộng ở hải ngoại. Mấy cái đám dân chủ có đứa nào là cái ôm gì đâu. Chứ nói thật với Dương Vi, có nhiều đứa trẻ, tụi trẻ bây giờ cũng lên rồi ngồi đó ca ngợi Mỹ chứ giải thích cho nó, cuối cùng rồi được cái gì? Mình ngồi đó mơ Mỹ mà trong khi đó mình cái khả năng và cái kiến thức của mình nó không có đủ để đặng mà mình dớ tới, chỉ ngồi rồi sống ảo thôi. Chứ mơ quốc tịch Mỹ, mơ cái xã hội Mỹ, qua tới Mỹ rồi hỡi ơi, đi làm cu ly, giống như cái thằng gì mà chống cộng bờ hồ ở bên Việt Nam đó, ở trong Việt Nam nó đi treo cờ ba sọc rồi đó, cuối cùng sao nó được qua tới Mỹ đó, đi làm cu ly, đi rửa chén. Rồi, thằng đấy lại nhìn cái nhà cháu hay chửi nó lắm. Ừ. Quên cháu chửi nhiều thằng quá quên. Nhưng mà nhớ nhất là con mẹ nấm mà. Đấy, dắt hai đứa con nó qua Mỹ bây giờ ăn cái gì? Ăn tiền trợ cấp, hai đứa con ăn tiền trợ cấp, nó quay ra nó chửi luôn nước Mỹ, chửi luôn cả đám phản động ở bên nước Mỹ luôn. Mặc đó. Nó. Ừ. Vừa rồi tụi chống cộng bên Mỹ quay qua chửi vô nó, chửi nó luôn. Ừ. Chửi qua chửi lại. Thì đó, nó toàn là không ra cái ôm gì chứ. Nói chung anh chị các bạn thấy như thành phần xuyên tạc chống phá đất nước toàn là cái thứ gì đâu không à. Cái thứ chẳng ra hồn gì hết trơn á. Nó chống mà chẳng biết, nó nhiều khi nó chống bản thân của nó cũng chẳng biết chống gì tới gì, mà qua tới Mỹ rồi hỡi ơi cái đường đời. Sự thật thì nó quá phũ phàng. Quay trở về quê hương thì nó quá nhục nhã. Bây giờ đâu cường nào được, đâu còn có đường nào để trở về. Chỉ có vậy thôi. Đấy, như cái đám ở Việt Nam ở Thái Lan ấy, ngày trước ở Việt Nam này hô hào kêu to lắm. Bây giờ qua Thái Lan đấu tố nhau, tìm giết nhau, là một số là đòi đi qua Mỹ, một số là muốn mơ ước quay về Việt Nam chấp nhận ngồi tù 5, 10 năm, 20 năm. Nhưng mà có được đâu. Bởi vậy. Cái những cái thành phần mà xuyên tạc chống phá đất nước, tụi nó cuộc đời của nó rất là phũ phàng. Nó không có đi tới đâu cả. Cả một cái sự nghiệp cuộc sống của nó, nó phũ phàng lắm. Nói thật mà nói như vậy. Thành ra mình là những người con của đất mẹ Việt Nam, mình lên trên này mình thấy những thành phần đó, mình vạch mặt cái sự xuyên tạc của tụi nó để bảo vệ sự bình yên của đất nước. Chỉ vậy thôi cháu.
Cháu thấy nhiều người bạn của chú ở khắp mọi nơi trên thế giới, khi chú về Việt Nam này chú livestream, chú đi ăn uống, đi ăn tiệc tùng, xây nhà cất cửa, đánh chơi cổ phiếu, cứ là người ta cứ khen Lợi Minh về Việt Nam, Lợi Minh sao ở đâu Lợi Minh kiếm được tiền, kiếm được cái ăn về Việt Nam mà sao sướng thế, cuộc sống Việt Nam sao vui thế, ước gì cũng được như Lợi Minh này kia. Nói chung tại Đó. chú nói chung là chú gặp cái thời cơ thì mình biết làm ăn nữa, thì mình kinh doanh thì nắm bắt được cơ hội cho nên nó mới có được như ngày hôm nay thôi. Thiên thời địa lợi mà. Chú Nhàn bảo là giá cà phê hôm nay là 64.000 trên 1 kg đó chú. Ngon vậy. Wow. Cả. Wow, quá ngon vậy là quá ngon rồi. Vậy thì bà Thế con nông là chú dân lại là thắng quả rồi. chú bán hết rồi. Thế à? Chú bán cà phê hết rồi, chú bán vườn cà phê chú bô chú về lại trong Mỹ Tho rồi. Tại vì có mình chú làm không xể. Chú làm không xể. Có mình làm không xể. Tại vì phải thuê người làm mà mình phải quản lý rồi phải ôi thôi, thôi đủ thứ hết. Chú thấy vậy thôi bán cho rồi. Bán nghỉ cầm tiền đó rồi mua vài lô đất dục đó rồi bỏ tiền lấy lời rồi cứ đầu tư chứng khoán rồi vậy thôi chơi. Giờ chỉ sống vậy thôi. Mình giờ chú giờ cũng lớn rồi. Làm gì giờ? Cháu 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 thấy chú trước lúc bầu cử tổng thống Mỹ chú đã chạy về Việt Nam trước rồi, thấy ở bên Mỹ loạn quá hay sao chú chạy qua Việt Nam rồi, bởi vì ở bên đấy thời gian đấy tên bay đạn lạc súng nổ nói om chung sòm cả lên. nói chung chú lúc đó chú đi đi mua vé cũng 5 7 lần mà đi không được rồi làm ăn đó rồi mấy cái công việc đó rồi tụi nó mới 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 lo vé cho chú, nó mới rồi chú ra chú chỉ trả tiền thôi rồi tụi nó đòi cần chú về để đặng mà giải quyết cái công việc ở Việt Nam, công việc mua bán đồ ở Việt Nam đó. Chú nói giờ chú tìm đủ nói tụi nó chú tìm đủ mọi cách, chú giờ mua vé bị hủy 5 lần 6 lần luôn. Chú nói đó giờ tụi bay muốn tao về thì kiếm cách nào mà mua được cái vé. Cái Khó nó vậy kiếm à? khó lắm, khó về lắm. À. Và cái tụi nó gọi đại sứ quán Việt Nam sao á, cái họ cho chú về thì bên đại sứ quán họ bảo chú là phải trả tiền vé trước trước khi người trả phải trả cái tiền mà đặt vé trước trước khi họ 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 cho chú đi, trong vòng 3 ngày chú phải thanh toán thì À. chú lên chú chuyển khoản cho Việt Nam mà mới 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 bay được về Việt Nam chứ khó đi lắm, À. nói chung là rất là khó đi. Mua cái Bây vé bay mà giờ nếu mà bảo là Việt kiều ở ở nước ngoài muốn về Việt Nam cả một cái quá trình rất là khó khăn theo lời thực tế nhỉ. đúng rồi khó đi lắm, phải có nhiều người bỏ ra cả chục ngàn đô đi còn không không được, là Tại Việt cái Nam. bé của chú đi là đi chính thức là 2.500, nhưng mà chú phải mua mua vé đi từ từ tiểu bang của chú đến cái trung tâm sức khoát của chính phủ tổ chức, mình phải tự túc đi nữa, mình phải mua vé mình tự túc mình đi nữa. Có nhiều người họ tội nghiệp lắm, họ họ đi trước 1 2 ngày họ sợ mất vé. Họ sợ mất vé tại vì đi trễ là coi như cái chuyến bay hãy mình đi trễ là họ người ta bỏ mình lại à. Thành ra có nhiều người tội lắm, họ đi trước họ ngủ ở ngoài phi trường 1 2 ngày để đặng đợi chuyến bay về 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 Việt Nam. Cháu tin là có nhiều người về Việt Nam ăn Tết xong là qua Mỹ. Có nhiều người ở lại, nói chung là phần nhiều cho chuyến bay đó chú đi chú thấy phần nhiều là toàn là công dân Việt Nam không, mấy ông mà Việt kiều cỡ là Việt kiều cũng cầm hộ chiếu Việt Nam hết trơn à. Tại vì trong chuyến bay đó chú đi á toàn là cầm hộ chiếu chứ không thấy hộ chiếu Mỹ nào trơn á, tại vì cái chuyến bay chỉ dành cho công dân Việt Nam thôi, phải có hộ chiếu Việt Nam mới đi được, toàn là ông Việt kiều nào cũng móc hộ chiếu Việt Nam ra không à. Ok, ngày trước cái đám que củi gà que ở bên Mỹ với bên châu Âu nó chửi cái hộ chiếu Việt Nam là hộ chiếu rẻ nhất mà không đáng một Ôi xu. chú nói cho Bây con giờ biết người ta bảo là kia là cái hộ chiếu Việt Nam là kim bài miễn tử mà đắt. ô màng đất ơi
không có hộ chiếu Việt Nam là không đi được đó, không vô được đâu, tại vì toàn toàn là hộ chiếu, cầm hộ chiếu Việt Nam không thấy thương luôn à, sánh dơ hình quốc quy Việt Nam rồi. Nhìn thấy hao lắm, chú đứng chú mắc cười luôn mà. Hồi xưa có nhiều người chối bỏ nào dê hộ chiếu Việt Nam, những cái ngày như vậy nè, ai mà có hộ chiếu Việt Nam họ mừng lắm, có hộ chiếu mới được đi, mới lên máy bay. Đừng có hồng mà cầm hộ chiếu Mỹ, hộ chiếu Canada, hộ chiếu Đức hay này nước nào dẹp qua bên đi, phải hộ chiếu Việt Nam. Chàng ơi cầm hộ chiếu Kiên Giang bảo xạo quá ông ơi, Kiên Giang nó vào rồi xạo quá ông ơi. Ôi xạo gì, nó có đi đâu nó biết nó xạo, tại vì những cái đó là cái chuyến bay của chính phủ tổ chức cho công dân Việt Nam thôi, cho những người mà không có phải là công dân Việt Nam hộ chiếu Mỹ họ đâu có xin đi được, tại vì đại sứ quán Việt Nam là tổ chức cho những người gọi là công dân Việt Nam, những người mà hộ chiếu Việt Nam, nó có đi đâu mà nó xạo, bởi vì có mấy cái thằng nó bị gạt á, nó gạt nó bị gạt nó qua bên Thổ Nhĩ Kỳ á. Đợt đấy chú làm cái live stream nhiều người cũng làm cái vụ đấy đó. Nó gạt nó mới bay, nó bay qua Thổ Nhĩ Kỳ, nó cầm hộ chiếu đâu phải hộ chiếu Việt Nam đâu, bồng bồng vợ bồng con rồi kéo nhau bên đó rồi nó chửi rồi nó đòi Việt Nam, đại sứ quán Việt Nam phải can thiệp đó, tự nó lao đầu vào trong đó chứ có hộ chiếu Việt Nam đâu, đâu ai mà đi qua bên Thổ Nhĩ Kỳ, không bao giờ có gì đó. tối hôm qua với tối hôm kia cháu vào các trang đấu trường ấy, thấy có một số cái hình ảnh clip người công nhân này với người dân ở nhiều nước ấy, người Việt Nam ấy, đang ở nhiều nước kêu gọi chính phủ Việt Nam can thiệp là cho người ta về nước. Thứ nhất là bảo là chúng tôi là công dân Việt Nam đi xuất khẩu lao động, mà xuất khẩu lao động bằng hình thức nào? Thứ nhất các vị ấy mang tiếng xuất khẩu lao động nhưng mà có hẳn đi chui chẳng hạn, đúng rồi, đi theo không đúng theo cái tổ chức của chính phủ, đúng rồi đấy, là thứ nhất. Cái thứ hai á là một số đi du lịch xong là ở lại đó, thấy ở thời gian đấy cuộc sống ở bên này làm ăn này nhiều cái hưởng lợi tốt này, bỏ trốn luôn. Là bây giờ dịch bệnh người ta truy ra tìm và sàng lọc thì một là bị tống giam, hai là bị cách ly đó. Thì đòi về nước hô hoán kêu rời kêu đất, chính phủ Việt Nam, đại sứ quán Việt Nam ơi cứu tôi với, tôi là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước ơi, chính phủ ơi can thiệp giúp đỡ cho chúng tôi về nước với, vô lý vô lối. Đâu có gương, đâu có hộ chiếu, nói chung là không có hộ chiếu Việt Nam không ai đi được chứ. Còn mà mình đi mình phải đi rồi Việt Nam phải đi chính thức, tại vì khi chính thức vậy đó, cái hộ chiếu khi người họ đi ra đó thì họ được đóng mộc, họ đóng mộc và cơ quan hải quan người ta chứng nhận là cái người này đi xuất khẩu lao động, họ đi vì cái việc gì, còn họ đi chui thì coi như xong. Còn mà cầm hộ chiếu gì Mỹ hay hộ chiếu nước ngoài mà đi là đâu có trong cái tổ chức chuyến bay mà cứu công dân của chính phủ tổ chức đâu, cho nên họ bị lừa nhiều người lắm. Cháu thấy chị An Nhiên về nước ấy, chị ấy cũng cầm hai cuốn hộ chiếu, một là của Mỹ, hai là của Việt Nam, nhưng mà cái cuốn Việt Nam ấy, thấy bà đóng từ nước hết đỏ chót, bà toàn sử dụng cái đấy nhiều à? Công dân Việt Nam nhưng mà giống như là phải là những người mà người ta đi trong có cái hạn định của người ta, rồi họ đi rồi họ bị kẹt với nước Mỹ, giống như mấy đứa sinh viên du học sinh nó có cái thời hạn của nó học bao nhiêu năm hay nhiêu tháng, bây giờ vấn đề mà học hành của nó bị gián đoạn thì họ được chính phủ cứu họ về, nhưng họ rước họ về. Còn những người mà họ đi kiểu mà họ đi định cư mà họ vẫn còn hộ chiếu Việt Nam thì những người đó rất là khó về, nó lại khác nữa, tại vì họ là những người này họ không phải họ được ưu đãi theo cái diện gọi là giải cứu công dân, họ đã đi định cư rồi nhưng mà họ còn cái hộ chiếu Việt Nam thôi, họ không nằm trong cái diện gọi là giải cứu công dân như chú là một cái như tôi là một cái người công dân Việt Nam, tại vì tôi đi về và tôi có quốc tịch ở Việt Nam và tôi có hộ khẩu và thường trú nhân Việt Nam, cho nên tôi đi cái hộ chiếu tôi cái giá trị nó khác, cái giá trị cái hộ chiếu tôi đi
là nó là một cái người công dân Việt Nam, khi tôi cần thì chính phủ Việt Nam họ họ rước tôi về. Nó khác với những cái người kia, cho nên mặc dù có những người, bao giờ các bạn thấy họ đi đến nước ngoài, họ đi định cư, họ đi theo cái phương thức họ đi họ đoàn tụ gia đình, mà họ muốn về Việt Nam mà vẫn còn hộ chiếu Việt Nam họ về không được, họ lên mạng họ nói họ là công dân Việt Nam, tại sao chính phủ Việt Nam không giải cứu họ. Nhưng mà các bạn nên nhớ là những người này họ hiểu nhầm và họ muốn về Việt Nam quá, bởi và họ muốn bôi nhọ Việt Nam nữa, họ muốn bôi nhọ cái chính quyền Việt Nam nữa, họ nói họ là công dân Việt Nam tại sao họ không được giải cứu. Nhưng mà các bạn có nên tìm hiểu rằng những người này họ thuộc về thành phần gọi là di dân, nhưng mà họ chưa có từ bỏ cái quốc tịch Việt Nam, họ chưa có cái hộ chiếu của họ chưa hết hạn, mà họ là những người đã định cư ở bên Mỹ hay nước ngoài rồi, bây giờ họ lợi dụng cái Covid này để đòi chính phủ Việt Nam đưa họ trở về thì cái đó là không đúng. Nhưng vì thấy chưa, cái đó là không đúng, cho nên có rất là nhiều người họ lên mạng họ cũng đánh cháo khái niệm, họ nói họ là công dân Việt Nam, họ cũng cầm hộ chiếu Việt Nam, cái hộ chiếu đó, nhưng mà cái giá trị cái hộ chiếu đó nó không Nó có có hành, nó không có cái gọi là ưu đãi cho cái những cái người công dân mà người ta bị mắc kẹt lại ở bên Mỹ. Có những người như họ đi du học và thăm con, thăm gia đình, hay là họ đi du lịch qua Mỹ, họ kẹt lại bên Mỹ cái số lượng lớn như vậy, và nhất là những du học sinh. Cho nên chuyến chú về với Dương Duy, anh chị các bạn nhớ, tôi thấy á, rất là nhiều các em du học sinh, nhiều lắm, rồi đa số là những người già, đa số là những người già họ về. Còn các bạn thấy những người, một số những người Việt mà lên mạng hay những thành phần xuyên tạc chống phá đất nước, nó lợi dụng những người này, những cái hộ chiếu này, nó đánh cháo khái niệm, bắt đầu nó xuyên tạc Việt Nam, nó nói rằng nhà nước Việt Nam bỏ con giữa chợ, không giải cứu công dân hay nọ. Những người này thật sự họ không phải là công dân, họ chỉ cái hộ chiếu họ vẫn còn có giá trị, nhưng mà họ trên mặt pháp lý về 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 bên hải quan đó, về bên xuất nhập khẩu đó, xuất 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 khách nhập nhập cảnh đó, cảnh. xuất nhập cảnh đó, thì họ là những người di dân rồi, các bạn thấy không. Đúng Cho rồi. nên chị các bạn cẩn thận vấn đề này. Như tôi thì nó hoàn toàn khác, tôi là công dân Việt Nam, tôi đi qua Mỹ, tôi mang hộ chiếu Việt Nam đi, tại tôi ra khỏi Việt Nam tôi cầm hộ chiếu Việt Nam tôi đi, cái hộ chiếu đó Việt Nam đóng dấu đóng mộc là biết tôi đi làm ăn. Nhưng mà khi tôi cần về thì chính phủ Việt Nam rước tôi về, khi tôi nộp đơn lên thì chính phủ Việt Nam rước tôi về, chỉ có vậy thôi, nó hoàn toàn khác. À, như như tôi thấy Và không, một điều kiện nữa đó là chú phải có cái hộ khẩu tại Việt Nam. tại vì chú cũng Còn có nhiều chứng minh người là nhân không dân có mà. hộ khẩu tại Việt Nam rồi, kiểu đi lâu không khai báo với cơ quan chính quyền địa phương hải quan, Đúng người rồi, ta cắt luôn rồi, đi là người ta cắt luôn là cái anh bây giờ là thuộc hiện di dân, diện là đoạn tụ gia đình hoặc là di dân di sang dân bên rồi. nước này nước kia, nên là không có quyền là không phải Nó là nằm, công dân nước Việt Nam nữa nó không còn nằm trong đó. cái diện gọi là giải cứu công dân nữa. Cho nên những thành Đó. phần mà họ chống phá đất nước, như một số những người họ bất mãn Việt Nam, nói tại sao mà không cứu tôi cũng là có hộ chiếu Việt Nam, họ muốn về Việt Nam quá đi. Nhưng mà trước khi đó họ đi về cái diện gì, có nhiều người họ hỏi chú tại sao họ điền đơn họ có hộ chiếu mà họ xin hoài không được, chú mới hỏi họ vậy khi bạn đi rời khỏi Việt Nam bạn đi theo diện gì, họ nói con họ rước đi, họ rước con họ rước đi qua đó họ định cư. Vậy đó, vậy thì bạn không còn là nằm trong cái diện giải cứu công dân nữa, trên mặt Đúng về rồi. vấn đề bạn vẫn còn giữ cái quyền công dân thôi. Chú mới giải thích cho bạn vẫn còn giữ cái quyền công dân, mà bạn không có phải là một cái người công dân thường trú nhân tại Việt Nam nữa, thì đòi nhà nước Việt Nam giải cứu bạn và mua vé không được là đúng rồi, tại vì cơ quan ngoại giao Việt Nam người ta nhận cái hồ sơ người ta cũng phải duyệt chứ, nó duyệt ở cái thành phần ông A bà B này đi rời khỏi nước theo cái diện gì, du học du lịch hay là đi thăm gia đình hay là cái gì đó, tại vì họ là những người công dân, họ 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 đi khỏi nước có một cái làm ăn kinh doanh hay những chuyên gia hay những vân vân. Còn những người mà họ đi định cư rồi, gọi là đi định cư, họ di dân rồi, họ qua bây giờ họ cái mùa Covid này họ muốn về, họ điền đơn hoài không được. Nếu như họ hỏi chú á,